Alo alo, xin chào các bạn. Hôm nay ở trang trại chúng tôi anh em làm mấy món nhậu chơi cho vui. Đây, chúng tôi đốt lửa. Đây, chúng tôi đốt lửa lên và nướng mấy món để nhậu cho vui. Đây là thịt. Chúng tôi đã ướp với lại nghệ. Chúng tôi đây là cá và cà rốt. Và đây là hai quả đu đủ. Thì chúng tôi sẽ làm món nướng nướng trực tiếp trên than. Còn một món nữa. Và chúng tôi sẽ nướng một trực tiếp trên than và một miếng là chúng tôi sẽ cho vào quả đu đủ này. Đấy, để nước. Cho vào quả đu đủ này. Thành của anh một tay nhá. Đấy, cho trực tiếp vào quả đu đủ này. Sau đó cho vào than. Không, nó nóng lên nó sẽ chín và nó sẽ ngấm vào quả đu đủ. Đây. Em lấy ra em đính tâm lại. Đây, mình cho cái nắp của nó vào nắp này rồi mình cho nó đấy. Được rồi, không nhầm rồi. Thán được rồi thôi, không được như thế. Đây đây đây, anh bày cho. Đây đây. Đấy, em thế này, sẽ em cắm trực tiếp vào luôn. Cắm được không? Đấy, xuyên vào đấy. Đây, con quay này, con đứng này này, con đứng nha, con đứng đây, con quay vào đây thôi, đấy, con không cần dùng tay, được chưa? Rồi, con đứng đấy, đấy, chúng ta con đứng nguyên hết rồi, nha, để cậu đang. Đây, hai quả đu đủ mà chúng tôi nướng rồi anh. Bây giờ nó đến trong lò lửa rồi. Đây là thịt nướng. Còn đây là cá nướng. Rồi, để đây thôi cho nó nóng. Vào uống rượu thôi. Ô, anh Phong. Trời ơi. Đây con em này, gọi quay về con đi. Đấy, cô gái hôm nay lên thăm trang trại. Rất là xinh tươi. Alo.